Hello mọi người, lâu rồi mới gặp lại các bạn. Các bạn ơi, bữa giờ mình rất được cái nhãn hàng yêu thương và các bạn yêu thương rất nhiều. Mình vừa kết thúc một cái sách quay quảng cáo xong luôn. Tối qua lúc 8 giờ mình vừa ra mắt cái clip review cùng với lại bạn Ngân Lê. Đó là Bad Buy Quantum, các bạn hãy ghé qua ủng hộ bên nha. Nhớ là để lại một like nè, một comment. Nếu mà bạn yêu mình thì các bạn nhớ chia sẻ với mình nha. Cảm ơn các bạn, mình sẽ cố gắng làm clip đều lại. Mình hứa lần này mình sẽ không thất hứa nữa. Bye bye. Xăng các bạn ơi, một tuần rồi, hết xăng một tuần trời rồi. Oh my, xe gì mới nhìn xịn chưa. Cho em 200 nha. 200 à? Dạ. Tiền không chứ. Dạ rồi, cảm ơn. Lâu quá không đi. Bỏ bê tình yêu quá. Cái này phải hai. Ami mới ra album, học iBook hết nhưng mà mình nghe mà thấy hay cho nên mình muốn các bạn nghe thử. Có cái bài fit với MCK cũng bán. Hay nhất là cái bài miền ngọt mì các bạn. Cali này là cái nơi Vinh hay tập nè. Bạn nào tập Cali thì gần quận 3 thì ghé qua chi nhánh thì chơi nha. Mình hay tập ở đây. Mình với Kit. Rồi cũng hay đi Taka. Đó, có hai nơi mình tập nhiều nhất. Mình nhà mình về quận 10 ở thì đi ra quận nhất có chút xíu à. 5 phút là tới quận nhất rồi, không tới nữa. Quẹo ra đi cái mạng 8 xíu tới đây rồi các bạn thấy không? Khá là nhanh.
bên có bật thử, bên có tắt thử cái chống rung á. Thật ra thì thấy nó thực tế hơn thiệt, nhưng mà đi lâu quá sợ bạn nhức đầu cho nên thôi. Cái đó thì nó phù hợp để đi đều, chạy những cái đường chạy sân, track gì đó thì nó có cái độ rung nhất định á. Nó thực tế lắm, giống như là ở bên ở ngoài đời mình chạy sao là mấy bạn cảm nhận được vậy á. Cũng thú vị lắm. Chứ mà có người thích, có người không, cho nên thôi, vẫn là số đông thôi. Mình chạy lên trên này mình vẫn xuống hợp lý hơn, tại vì đây quẹo trái cái tối rồi. Thời chán. Nay thì chắc là có mấy anh chạy Ducati DOC. Đi nguyên vòng là biến xỉu. Cũng được đó chứ. Đẹp quá. Hello. Wow. Wow. Quái này có bộ có lý á. Ngon gì trời. View được quá các bạn hả? Come and kiss me up, it's going down. Like a train with no brakes, I'm not slowing down. See us showing up, we're showing out. I pack it in till they kick us out. I'm no nailing them, I'm a lunatic. It's no telling when I get loose a bit. Got my babe, my boo, she cute and shh. And they serve me straight, need no juice and shh. Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hey, hey, hey. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. Bờ kè đi vòng mà họn rồ mấy anh. Bình thường Thank you.
Rally Pro. Qua đi anh, qua đi. Là kia á. Đẹp quá không? Má ơi. Thank you.
anh Bảo thì nói là quá đẹp đi. Mình cũng chưa review kỹ nữa, tại vì bữa mình chỉ review xe Jin thôi. Có dịp thì mình sẽ review chi tiết. Thì anh Bu ảnh chạy nhiều xe cho nên là cao thấp nó cũng không có phải là vấn đề quá lớn, mà đã quen cái xe, giống như là có mấy chiếc xe rất là cao mà mình chạy vẫn được. Mình chạy nhiều rồi mình cũng feel được, với lại mình hiểu được mấy cái tư thế để mà nó không có bị hụt giò đó, nó cũng đỡ. Nhưng mà một phần thì con Multis V4S này có cái chức năng tăng chỉnh phụ, nhờ anh mua hạ thấp hết xuống thì chạy nó cũng thoải mái mà, bạn thấy không, hạ thấp xuống rồi mà nó còn chống cái giò còn hơi nhón nhón đó. Anh Thuận cũng thấp nè, mà anh Thuận chạy cào cào chuyên nghiệp led nữa kìa. Xe số 3 hả? Xe số 3 rửa xe. Xe hơi dơ xíu nhưng mà vẫn còn đỉnh lắm. Đó, thấy Thuận nhón quá trời luôn không? Nhưng mà quen xe cho nên là cũng thấy bình thường. Lần lên ga cái bánh nó nhỏng 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 luôn. Bye bye các bạn. Bye bye. Chúc các bạn một tuần mới thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Thì trái múi giờ ở bên Campuchia. Đi về.